Toàn bộ đội ngũ tham gia phòng chống dịch là những bác sĩ chủ yếu là chuyên ngành hồi sức và các điều dưỡng kỹ thuật viên cùng đội hậu cần. Tất cả đều hăng hái xung phong ngay khi bệnh viện vừa kêu gọi lực lượng vào Nam hỗ trợ điều trị. Trước đó, bệnh viện đã chuyển 5 tấn trang thiết bị, vật tư, máy móc và các loại máy thở đủ thiết lập ngay 25 giường hồi sức cấp cứu cho trung tâm hồi sức tích cực tại Bệnh viện Dã chiến số 13 ở huyện Bình Chánh. Trung tâm đã được cấp tốc thiết lập sau 5 ngày với quy mô 500 giường. Hôm nay bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng vào điều trị.